trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Chúng ta đang có người chơi trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là ca sĩ diễn viên Jin Tuấn Kiệt. Nhiệm vụ của Tuấn Kiệt sẽ là lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với các vị khách mời. Chúng ta cùng đến với vòng thi đầu tiên trong chương trình được mang tên Ấn tượng đầu tiên. Trước khi mà lựa chọn công việc thì anh muốn Tuấn Kiệt sẽ lựa chọn gói tiền thưởng mà mình sẽ nhận được ở vòng này. 1, 2, 3, 4, 5. Em lựa chọn số mấy? Theo chính kiến của em đi là em sẽ đi từ đầu đi ha, từ đầu cho tới sau đi cho nó dễ. Em chọn số 5. Vậy là em sẽ đi từ lớn nhất xuống nhỏ nhất. Dạ đúng rồi. Rồi, vậy thì xin mời số 5. Số tiền là bao nhiêu ở số 5? Em sẽ được biết sau ít phút nữa khi em đã lựa chọn xong công việc phù hợp với khách mời. Dạ. Bây giờ sẽ là lựa chọn công việc, em sẽ lựa chọn công việc nào? Em chọn võ sư với lại anh số 6. Chọn nghề võ sư đúng không? Dạ. Yeah. Nhìn anh số 6 tuy là ảnh to con nhưng mà em nhìn cái cảm giác là anh rất linh hoạt. Với lại cái người của anh rất là chắc. Thế còn con chúng? Em thì thấy là ở trong 6 người đến với chương trình ngày hôm nay, không ai ra dáng võ sư bằng anh số 3. Có một cái sự cân bằng, ổn định, rất là tỉnh táo. Thực ra em đúng ở một việc là một người võ sư ấy, đặc biệt là đã là võ sư thì là người dạy các học trò rồi, thì cần một cái sự điềm đạm và điềm tĩnh. Bởi vì khi càng đối mặt với những hiểm nguy, càng đối mặt với những sự gọi là đối kháng ấy, thì người ta bình tĩnh bao nhiêu người ta lại dễ giải quyết tình huống bấy nhiêu. Anh nhắc em là chúng ta có 3 quyền trợ giúp dành cho người chơi. Người chơi sẽ chỉ được dùng từ vòng 1 đến vòng 3 thôi. Trợ giúp đầu tiên đó chính là đặt ngôi sao may mắn, nếu chắc chắn để nhân đôi số điểm, số tiền thưởng của mình lên. Trợ giúp thứ hai là hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 1 phút với người mà em muốn nói chuyện. Trợ giúp thứ ba đó chính là bỏ bớt đi những người không đúng với công việc đó. Xin mời người chơi chốt phương án. Võ sư thì em nghĩ chắc là anh số 3 đó. Anh kia nhìn giống bẻ bạn sắc. Bạn không cần dùng trợ giúp nào hết. Dạ, bạn có muốn đặt ngôi sao may mắn không? Nếu như tự tin. Dùng liền thì phí quá không anh? Tuy lỡ tôi... cái số tiền này thì nó nhỏ đâu đây, hay sao? Biết đâu đây nó là 25 triệu thì sao? Em không nghĩ là em may tới vậy đâu. Nên em sẽ để dành phía sau đó. Rồi, em để dành 3 trợ giúp ở phía sau. Dạ. Và em chốt rồi thì em phải bấm chuông ở đây. Em nói lại cái quyết định của mình và bấm chuông. Dạ. Dạ, quyết định của em là anh số 3 sẽ là võ sư. Quyết định đã được đưa ra. Bây giờ sẽ là kết quả. Lần này ban cố vấn có vẻ đúng. Và chẳng liền. Chúng tôi xin được chúc mừng cho người chơi Tuấn Kiệt ngay ở vòng 1 đã lựa chọn đúng nghề nghiệp dành cho khách mời. Nhưng quan trọng hơn, gói tiền thưởng số 5 là bao nhiêu tiền? 25 triệu. Nếu mà 25 thì cái em buồn lắm anh. Ai bảo em không đặt ngôi sao may mắn? Đừng tham thì tham nữa. Ok. Xin mời số tiền của gói số 5. 25 triệu. Mười triệu. Được rồi. Quá phí. Nhân đôi được 20 triệu rồi. Và chúng tôi xin được mời vị khách mời số 3 tiến lên phía trên. Xin mời anh. Vâng, bây giờ thì cho phép em được hỏi chuyện anh kỹ hơn ạ. Trước hết là em muốn hỏi tên anh lại một lần nữa. Anh tên là... Tôi tên Lê Hoàng Mai. Hiện nay đang huấn luyện bộ môn Aikido. Và một số môn tổng hợp. Aikido là một môn võ rất hay, đặc biệt là liên quan tới bẻ khóa, đúng không anh? Và nếu như ai biết những kỹ năng này thì đặc biệt là các bạn nữ ấy, và các bạn thiếu nhi thì sẽ tự bảo vệ được mình khi có người khác xâm hại. Và anh biểu diễn luôn nhé. Xin được mời học trò của anh ạ sẽ lên để biểu diễn cùng với anh ạ. Xin mời. Xin chào mọi người. Mình giải võ cũng 20 mấy năm rồi. Mình chuyên về kỹ năng đường phố, kỹ năng thoát hiểm. Thì mình làm rất là nhiều clip dạy những cái kỹ năng
ví như là bây giật điện thoại hay là bây giật giỏ sách, ai cũng có thể làm được. Em có bị giật điện thoại chưa? Dạ chưa, bây giờ anh ơi. Rồi bây giờ em nghe điện thoại, người ta sẽ giật, em làm gì em làm. Alo, 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 đang nghe điện thoại này nha. Ai giật điện thoại? Chị dở quá, đi đi mà chị coi nè. Đau quá à, không có kịp làm gì hết rồi. Không, giật mất cái má hồng chứ luôn hả anh ơi. Dạ đây, em ra bộ nghe điện thoại cho nè. Alo. Không giật nha. Không giật nha. Có màn á, đó đi, thấy không? Ai dám làm gì chị? Đi ra đường thì làm sao vậy được. Nhưng mà không, chị cứ quay điện thoại với cái nè. Alo, 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 kiểu vậy. Thực ra đó, chúng ta nghe điện thoại đó, chúng ta cầm cái điện thoại như vậy thì người ta giật rất là dễ. Người ta chỉ cần giật một tay thôi là mất. À, cái thứ nhất là mình cầm điện thoại đó, thì mình nên gá cái ngón tay lên là một. Cái vấn đề hai á là nếu mà như vậy đó thì người ta sẽ rất là khó giật. Nếu một trường hợp người ta giật, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trường hợp bị giật thì chỗ này á người ta chạm vô, có thói quen á là mình sẽ gồng lại. Cái thói quen mình gồng lại thì đây người ta bẻ, người ta giật rất là dễ. Thì đây mình sẽ biểu diễn ha, rồi sau đó sẽ hướng dẫn cho Buka. Đây là kỹ năng không có vỏ gì hết. Cánh tay của tôi giống như cành cây mục, khi con chim nó đậu vào thì nó sẽ bị ngã thôi. Thả lỏng. À, cái này người ta kêu là dùng nhu á, phải không anh? Em cảm ơn anh, bởi vì em đã từng bị giật điện thoại nên là em đã biết thêm một kỹ năng rồi. Hay quá, cái này quá hay luôn. Đúng rồi, bây giờ rồi. Em đừng có quan tâm nó làm sao ha. Dạ. Người ta vừa chạm vô em thả lỏng. Thả lỏng đi, thả lỏng. Thả lỏng xuống luôn. Đừng có làm gì hết, tự nhiên thả lỏng. Thả lỏng luôn, đúng rồi. Tự nhiên đừng chạm vô. Rồi. 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 Vâng, không sao. Tôi xin khẳng định là nếu như thế này thì điện thoại có thể hỏng nhưng kẻ gian không bao giờ lấy được. Rõ ràng anh kêu em thả lỏng đi. Thả lỏng chứ không phải giục điện thoại. Thả lỏng thì tay em nó lỏng luôn. Thả lỏng thì tay em nó lỏng luôn. Người ta thả lỏng cái khớp thôi. Rồi, rồi, làm lại, ok. Chạm vô thả lỏng, đúng rồi. Rồi giờ em đi nghe thì cứ nhớ thả lỏng thôi ha. Dạ. Đánh được luôn á. Ghê vô. Vâng, xin được cảm ơn võ sư và học trò của mình ạ. Xin cảm ơn anh. Thực ra thì mình đến đây cũng có một cái nữa là mình chia sẻ. Ngoài cái việc đi dạy ở các nơi, dạy kỹ năng thì hiện nay mình cũng đang hỗ trợ cho một số trẻ bị chậm khả năng vận động, giúp cho các bé có khả năng tự đứng dậy và có thể đi được. Hôm nay mình cũng có mời phụ huynh, chị này ở Bình Dương dẫn con đi rất là nhiều nơi để mà điều trị trong vòng 5 năm không có kết quả. Thì đến với mình trong vòng khoảng 2 tuần là bé có thể tự đứng dậy và bước chập chững đi. Vâng, và chúng tôi muốn hỏi là chị với cháu có ở đây không ạ? Dạ có ạ. Vâng, vâng, thế thì chúng tôi sẽ được mời chị và cháu đến với trường quay ạ. Xin mời ạ. Và chị có thể kể một chút về câu chuyện của cháu. Cháu sinh ra bẩm sinh đã như vậy hay là xảy ra một cái biến cố gì để cháu không thể đi tự đi được ạ? Em giới thiệu, em tên là Hoàng Thị Hoài. Còn cháu tên là Nguyễn Thanh Ngọc Hiếu. Năm nay cháu 8 tuổi. Cái lúc mà em sinh bé ra thì bé bình thường. Tới lúc năm 3 tuổi em không thấy bé đi được á. Em đưa bé đi khám tất cả các nơi lớn nhỏ từ Bắc vào Nam luôn. Thì bác sĩ bảo là bé bị chậm phát triển với là nhiều cơ. Em chữa khắp nơi mà không có được gì. Em có được một bé sinh viên người Phú Yên á, mới gửi cho em clip của cái bé cái tập được á. Thì em liên lạc với thầy nhưng mà tìm số điện thoại của thầy 2 ngày trời á, thì mới biết được. Biết làm phiền thầy lắm nhưng mà lúc đấy cũng gọi. Thế là chiều hôm 29 tháng 10 em đưa cháu đi tập luôn. Bây giờ thì bé tăng cân này. Bé đang đứng tự chống tay để ngồi được. Anh nghĩ rằng đấy chính là một phép màu thực sự đấy. Thì anh nghĩ là đây không chỉ là một người thầy giáo đâu, mà đây như là một ông Bụt xuất hiện ấy. Và chúng ta vỗ tay cho ông Bụt đi ạ. Ông Bụt.
Vâng, và chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc sống này còn rất nhiều các bé cần tới sự giúp sức, giúp đỡ của thầy. Chúng tôi tin là nếu như những ai đang xem chương trình ngày hôm nay có con em mình không may gặp hoàn cảnh như vậy thì hãy đến gặp thầy để con em, các quý vị có cơ hội để có thể tự đứng bằng đôi chân của mình, tự đi bằng đôi chân của mình. Một lần nữa xin được nói lời cảm ơn thầy, cảm ơn chị, cảm ơn cháu đã đến với chương trình. Chúc con sẽ đi được nhiều hơn nữa nhá. Rồi. Dễ thương quá. Nào con đứng lên con đi nào, cho mọi người được nhìn thấy. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi qua vòng 1 của chương trình. Và lúc này thì Jin Tuấn Kiệt đang có số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Xin được chúc mừng. Chúng ta còn lại 5 vị khách mời. Và bây giờ sẽ là vòng thi thứ 2 được mang tên Cảm Quan. Vẫn như vậy, em sẽ chọn gói tiền thưởng. Dạ, số 4 luôn, theo thứ tự luôn anh. Xin mời, số 4. Bây giờ nghề nghiệp em chọn sẽ là... Em nghĩ là chọn bẻ công thanh sắt với lại anh số 6. Bạn liên tục chọn số 6. Vừa rồi võ sư cũng là số 6, bây giờ bẻ cong thanh sắt kung phu cũng là số 6. Tại sao? Dạ giống như là nãy em có suy đoán quân nhân có thể là chị số 4, tại vì nhìn chị giống kiểu quân y. Còn cái ca sĩ, giảng viên làm móng và biên đạo múa thì anh số 6 anh không có hợp với những cái nghề đó. Thì nghĩa là cái nghề bẻ cong thanh sắt là sẽ phù hợp với anh số 6 nhất. Với lại cái nghề bẻ cong thanh sắt cũng không hợp với 4 người còn lại nữa. Dạ. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Mà biết đâu đấy bạn số 2 trông như thế kia thôi, nhưng mà sắt vào tay bạn ấy, bạn bẻ cong thì sao? Đôi khi nó là công lực chứ đôi khi không phải là ngoại hình đâu. Đừng nghĩ là cứ to thì là khỏe. Là nội công đúng không? Đúng rồi, nội công ở bên trong. Và bây giờ Di Tuấn Kiệt, bạn vẫn giữ nguyên cái quyết định của mình chứ? Dạ em giữ nguyên quyết định của em. Đó là số? Dạ anh số 6 là bẻ cong thanh sắt. Số 6 là bẻ cong thanh sắt. Ví dụ như em xài luôn cái nhân đôi điểm luôn được không anh? Em muốn xài luôn nhân đôi ý thì... Như vậy là Duy Tuấn Kiệt rất tự tin với phần lựa chọn của mình và quyết định đặt ngôi sao may mắn. Giỏi lắm. Đúng. Hay lắm. Và ngôi sao may mắn đã được đặt. Hãy cùng xem liệu lần này có mang lại may mắn và chiến thắng cho Duy Tuấn Kiệt hay không. Kết quả. Chính xác. Yeah. Bạn đã đúng. Xin được chúc mừng và mời vị khách mời số 6 tiến lên phía trên. Xin được chào đón Long đã đến với sân khấu của Giác Quan thứ 6. Và Duy Tuấn Kiệt đã may mắn khi mà gặp được em. Lại còn đặt ngôi sao may mắn nữa. Hãy cùng xem số tiền của Duy Tuấn Kiệt nhé. Sẽ được nhân đôi là bao nhiêu? 25 triệu. 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu. Một triệu. Và tiền thưởng của Duy Tuấn Kiệt lúc này được nhân đôi 1 triệu là 2 triệu cộng với 10 triệu trước là tổng 12 triệu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện một chút với cả Long. Em đã đi theo công việc này được bao nhiêu lâu rồi? Và em luyện tập để làm được cái việc bẻ cong thanh sắt mất bao nhiêu lâu? Dạ em theo được cái nghề này được 6 năm. 6 năm? Dạ. Em luyện trong bao nhiêu lâu thì bẻ cong được một thanh sắt? À trong vòng 1 tháng. 1 tháng? Và cái thanh sắt mà em bẻ nó có cứng không? Dạ cứng. Nó dày 2 ly, khoảng 5 phân. Vậy thì chúng ta hãy cùng vỗ tay để đến với tiết mục của bạn Long. Cung phu bẻ cong thanh sắt.
Xin cảm ơn phần trình diễn của các bạn. Xin cảm ơn, rất thú vị.